Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017. Anton kính chào quý vị. Luật sư tiên liệu blogger mẹ nấm nhận mức án nhẹ nhất. Đàn viện Thiên An bị tấn công, đàn sĩ bị đe dọa đánh chết. Lo ngại đổ bùn thải gần hòn cau gây hại thủy sản và rạn san hô. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Sáng ngày 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Có 4 luật sư bào chữa cho bà. Luật sư Võ An Đôn nói về hướng bào chữa. Cáo trạng quy kết là mẹ nắm đó, là có những bài viết trên Facebook cho rằng tuyên truyền chống nhà nước, nhưng mà qua những cái hồ sơ thì chúng tôi thấy rằng cái việc các bài viết của mẹ nắm trên Facebook cũng như các trên blog đó, thì hoàn toàn đúng sự thật và không có tuyên truyền chống nhà nước như cáo buộc của viện kiểm sát. Lưu ý đến thực tế xét xử ở Việt Nam, luật sư Đôn cho rằng nữ blogger khó được tuyên vô tội, nhưng ông dự báo về một mức án nhẹ. Tôi dự đoán phiên tòa ngày mai sẽ xử chị Huỳnh Như bị truy tố mức án là nặng nhất từ 3 năm đến 12 năm, mà tôi sẽ tin là được mức án thấp nhất, bởi vì cái việc như Huỳnh viết blog cũng như hoàn toàn không có gì sai trái và sự can thiệp mạnh mẽ từ các tổ chức quốc tế cũng như cộng đồng, nên tòa án sẽ xử chị Huỳnh với mức án nhẹ nhất. Theo video trên YouTube của truyền hình Công an Nhân dân, tháng 10 năm 2016, chính quyền đã bắt giữ bà Như Quỳnh, người đã đăng trên Internet rất nhiều bài với bút danh mẹ nấm, nói về hiện thực xã hội và đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nữ blogger này từng được nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh. Gần đây nhất, tháng 3 năm 2017, mẹ nấm được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump vinh danh với giải phụ nữ can đảm quốc tế. Sáng 28 tháng 6, Đan viện Thiên An Huế bị một nhóm khoảng 150 người và một số lãnh đạo chính quyền mặc thường phục tấn công, đập phá nát thánh giá và hành hung, gây thương tích cho nhiều đan sĩ. Đan sĩ Jose Maria Trừ Mạnh Cường cho biết nhóm người tấn công tỏ ra rất hung hãn dưới sự chỉ đạo của các giới chức chính quyền. Họ điều khiển một khối lượng các thanh niên côn đồ, tay thì mang hung khí. Rồi các hội phụ nữ nữa, một mặt thì các hội phụ nữ chỉ với, một mặt thì các thanh niên, tất cả họ xô lên, họ đạp đổ thanh giá, họ lay, họ đào, họ bới thanh giá, thì các thầy cứ lặng lẽ là xô lên để ôm lấy cái thanh giá thôi, chứ không làm gì cả. Trong lúc xô lên như vậy thì là họ đánh, họ đạp, họ xô, họ đẩy, nhưng có nghĩa là trong cái cảnh rất là hỗn loạn và các thầy bị đánh rất là nhiều, có khoảng trên dưới 40 các đan sĩ hiện diện ở đó lúc đấy. Nhưng họ thì số lượng họ đông hơn và họ lại được phép đánh mình. Họ dùng cả gậy, gọc, tít, nước, rồi cưa, cái cưa nhỏ, cái lưỡi cưa nhỏ để họ cưa vào tay các thầy, nếu mà các thầy mà ôm vào cái nhà. Các đan sĩ cảm nhận được hôm nay là các anh công an ấy, bên chính quyền cộng sản ấy, họ bộc lộ hết tất cả những cái gì mà tồi tệ nhất họ có thể làm được là họ làm cho các đan sĩ. Chính lãnh đạo của trong cái nhóm đấy tuyên bố luôn thẳng to trước mặt chúng em, trước mặt tất cả mọi người là bây giờ thì bắt đầu từ bây giờ một đan sĩ nào ra khỏi Đan viện Thiên An là đánh cho chết. Đan viện Thiên An được mệnh danh là Đà Lạt trên đất Huế, tọa lạc trên ngọn đồi lớn nhất trong số nhiều ngọn đồi thuộc sở hữu của đan viện đã có từ năm 1940. Rừng thông thuộc quyền quản lý của đan viện đã bị chính quyền tiếp quản từ năm 1976 đến nay vẫn chưa trả. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 920.000 mét khối các chất được nạo vét từ vũng quay tàu và bến chuyên dùng phục vụ cho việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Hiệu lực của giấy phép từ 23 tháng 6 đến hết tháng 10 năm nay. Giấy phép quy định nơi đổ số vật liệu nạo vét là vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tháng 11 năm ngoái, công ty Vĩnh Tân 1 đã đề xuất nơi đổ cách đất liền khoảng 3 hải lý, khá gần khu bảo tồn biển Hòn Cau. Bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, nói có những lo ngại về ảnh hưởng của việc này. Hồi tháng trước, bà và một số chuyên gia khác đã đến Bình Thuận gặp gỡ người dân địa phương để tìm hiểu. Bà nói: với một quyết định như vậy, về phía công chúng có cái quan tâm muốn biết xem là cái quyết định này đã được đưa ra thì trên cơ sở là những cái giải pháp để kiểm soát tác động thì nó đã được minh chứng hay chưa.
ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Còn về phía thì những cái người dân ở khu vực đấy thì người ta cũng có nói rằng là cái câu chuyện mà nguồn lợi thủy sản ở đây là người ta rất là băn khoăn. Đến khi mà cái nguồn thải đấy liệu nó có độc tố gì và nó có ảnh hưởng gì đến thế không, họ cũng chưa có câu trả lời. Có một cái vấn đề đấy là cái dạng san hô ở bên dưới thì là cái mối băn khoăn nhất của bên bảo tồn. Họ lo rằng là cái việc mà nguồn thải và nó đổ xuống thì nó sẽ có cái tác động đối với dạng san hô. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Như nhận xét của một cư dân thành phố Nha Trang, phiên tòa sự nhà hoạt động đấu tranh dân chủ nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, là một phiên tòa quá đặc biệt. Nó quá đặc biệt bởi lực lượng an ninh chìm nổi bố trí dày đặc khắp mọi nơi. Ngày 28 tháng 6, khu vực chung quanh tòa án và nhà chị Quỳnh bị phong tỏa. Bà Lan, mẹ chị Quỳnh không thể đi ra đường. Việc ghi hình quay phim ở những nơi này bị hạn chế đến mức tối đa. Theo thông báo, bà Lan và hai con của chị Quỳnh sẽ không được dự phiên tòa. Một cái phiên tòa mà người ta đã công bố là công khai, nhưng đến bây giờ họ đã có những cái sự ngăn chặn, và hàng xóm tôi là đã báo cho chúng tôi biết là có những người đã để ý gia đình chúng tôi rồi. Cùng diễn biến, ông Phil Robertson, phó giám đốc bang Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền nhận định rằng đưa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra xét xử chỉ vì đơn thuần thực hiện quyền tự do ngôn luận để kêu gọi chính quyền cải tổ và có tinh thần trách nhiệm thì thật là quá đáng. Vấn đề bê bối trong vụ này không phải là những gì Mẹ Nấm nói, mà là thái độ của Hà Nội cứ khăng khăng cự tuyệt thay đổi các điều luật hà khắc, vi phạm nhân quyền để trừng phạt các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, khiến uy tín quốc tế của Việt Nam bị xấu đi. Con nghe nói là người ta sắp xử mẹ con mới hỏi là bà ngoại là làm mẹ có tội gì. Bà ngoại mới nói là mẹ không có tội gì, nhưng mà họ không xử mẹ con. Con yêu mẹ con dữ lắm và con rất muốn được gặp mẹ con. Với khẩu hiệu, nếu bạn im lặng thì ai sẽ nói? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh viết về các vấn đề chính trị xã hội, trong đó có trưng thu đất đai, công an bạo hành và tự do ngôn luận. Chị lên tiếng ủng hộ bạn bè bất đồng chính kiến và công khai vận động đòi trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Nguyễn Hữu Vinh. Trên hết, chị vận động cho một môi trường xã hội không bị nỗi sợ hãi ám ảnh. Và đáp lại những nỗ lực của chị Quỳnh, công an đã bắt chị mà không cần đọc lệnh. Tôi muốn nói với mọi người rằng là tất cả hiện nay báo chí họ dùng tất cả truyền thông để họ vu mạ lì con tôi, vu khống con tôi. Cái điều đó là chúng tôi không lấy gì làm lạ, bởi vì nhiều người đi trước đã bị như vậy rồi. Cho dù họ bắt con tôi một cái lý do từ ở một nơi khác, ở một trại giam, mà hiện nay ở trại giam tại tạm giam, và khi đem về nhà sau đó hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì mới đem về để mà xét xử, mới khám nhà. Còn con tôi đem về, trong khi đó tôi đã bị khống chế ngay từ lúc 11 giờ là ngồi tại chỗ là đợi khi con tôi về. Thì các cũng như là tôi đã trình bày nhiều lần với các anh chị để biết. Thì đến lúc này thì tôi thật họ đã có giờ hỏi là tôi có đi tham dự phiên tòa này không, tại sao tôi không đi khi họ xét xử con tôi, tại sao đúng đây là phiên tòa công khai, là cái điều đó tôi và hai cháu tôi sẽ đi, cho dù họ ngăn chặn, có điều họ đánh đập, họ bắt bớ cho tôi. Một phiên tòa thuộc dạng điều 88 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để áp lên bất kỳ nhà bất đồng chính kiến nào, đó là thông lệ tại Việt Nam kể từ sau năm 1975. Và đương nhiên người bị cáo buộc khó có cơ hội để tranh biện, bởi tìm một luật sư chịu tranh biện cho nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền đã khó, và luật sư được tranh tụng một cách thấu đáo cho thân chủ càng khó khăn hơn bởi áp lực từ phía tòa án và viện kiểm sát. Sài Gòn đang mùa mưa, với nghề thợ hồ thì những ngày nắng ráo thế này là một hạnh phúc. Ngoài chuyện bản vẽ thiết kế, giám sát thi công đòi hỏi phải bằng cấp trường lớp, thì với những người thợ phụ hồ, đa phần đều là chuyện của nghề dạy nghề. Cánh đàn ông làm phụ hồ nếu siêng năng học hỏi thì vài tháng hay 1 đến 2 năm cũng được lên thợ xây. Khi ấy, như lời của ông Nguyễn Ngọc Phương, tiền công nhật cũng lên tới gần 400.000 đồng. Làm cái nghề này chú thích cái nghề xây dựng đó, cũng như một ngày là chú cũng kiếm được 300 mấy đó, cũng được đủ chi phí lo
hai ba cha con đó. Rồi lúc cũng có gặp khó khăn nhé, tại vì nhiều khi làm á, nhiều khi lên cao nãy kia nọ cũng nguy hiểm, mà như mình làm mình cũng phải dáng cố gắng để mình bớt cái cũng như là thất thoát của mình, cũng như là về chiều cao lẫn như là về cũng như là bảo hộ lao động đó, như là bảo hiểm đó, an toàn là trên hết mà. Dân thợ hồ nói vui rằng khi tổ chức đám thôi nôi, chẳng có ai đem cái bài thợ hồ cho đứa trẻ bắt. Ai cũng hiểu cái nghề làm hồ dầm sương giải nắng như thế nào, thiếu việc làm ổn định, trình độ học vấn thấp nên đành chọn nghề phụ hồ để sinh nhai. Thế rồi làm lâu thì lên thợ, mà khi đã là thợ thì kể như chịu cái nghiệp vào người. Bởi vậy nên khi gặp tai nạn trong nghề thì cũng vui vẻ chấp nhận, thợ hồ Nguyễn Ngọc Phương nói như vậy. Chú bị hai lần, một lần cắt máy lưỡi cắt nó bể, văng trúng ngay đùi. Là cũng nghỉ đâu cũng 10 ngày, những phần đó là thầu nó chi phí hết. Nghề thợ hồ, phụ hồ là nghề cực nhọc trong nhiều nghề cực nhọc. Họ phải làm quần quật từ sáng đến chiều tối, giải nắng dầm mưa và tiền thì được nhà thầu trả theo công nhật. Ở Sài Gòn, tháng nào có công trình thì thu nhập của cánh thợ hồ, phụ hồ cũng gần chục triệu bạc, lê lớt bù cho những ngày đối việc. Ông Phương nói rằng nhiều khi rất ấm lòng khi chủ nhà ở Sài Gòn còn gửi tặng quà cáp cho thợ. Chỗ thì chủ nhà nhiều khi thấy thấy làm cực khổ, như nhiều khi thấy mình nặng đầu hơi te tua nè, cái đầu chủ nhà cho mấy cái bộ đồ cũng hơi được rồi mình lấy ra mình bận mình làm lao động luôn. Người làm nghề hồ có cuộc sống như dân du mục, bà Thái Thị Thu, một nữ phụ hồ kể, cứ công trình nơi đâu là bà ở luôn tại đó. Cũng như mình ở đâu là mình bằng đâu thì mình ở theo đó vậy đó. Cũng như mình cắt nhà tư thì mình ở nhà tư, mà ở các công trường thì ở tới công trường. Lâu lâu thì cũng có cái ống karaoke đó, ca hát kìa. Người tỷ mình đi đâu thì có cái ống ca hát đó, thì khi thứ bảy thì anh em ta cũng cho mình ăn uống nhậu nhẹt vậy đó. Dù là ở đô thị nào thì các công trình xây dựng đều có những người thợ hồ, phụ hồ đến từ nhiều miền quê khác nhau. Mức tiền công và đời sống của họ cũng khác nhau. Song điều đáng quý ở những người làm nghề hồ ấy là họ biết chấp nhận và yêu thích công việc đang làm. Bởi họ hiểu kiếm sống bằng sức lao động chân chính thì ngày nào cũng đáng quý. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris, tố cáo Bắc Kinh nâng cao khả năng chiến đấu và lợi thế địa lý nhằm khẳng định chủ quyền tại Biển Đông đầy tranh chấp. Đô đốc Harris nói trong bài phát biểu tại Trung tâm Chính sách Chiến lược Úc ở thành phố Brisbane hôm 28 tháng 6 rằng người thật không nên tin vào các đảo giả. Ông Harris nhấn mạnh Trung Quốc đang dùng sức mạnh quân sự và kinh tế để làm xói mòn trật tự quốc tế vốn dựa trên luật pháp. Đô đốc Harris tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không cho phép những lãnh hải chung của thế giới bị đóng lại một cách đơn phương, và Mỹ quyết liệt chống đối việc sử dụng vũ lực và đè nẹt để đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền. Đô đốc Harris nói, không nên để những bất đồng Mỹ-Trung trong một số lĩnh vực ảnh hưởng tới việc đạt tiến bộ trong các lĩnh vực khác. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố, chúng tôi sẽ hợp tác khi nào có thể, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng trực diện đối đầu khi cần. Mỹ và Ấn kêu gọi quyền tự do hàng hải và giải quyết các tranh cãi chủ quyền trên Biển Đông một cách ôn hòa theo luật quốc tế. Thủ tướng Ấn phát biểu tại Vân Hồng, Tòa Bạch Ốc sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, để duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng thì đây cũng là một mục tiêu khác của sự hợp tác chiến lược giữa chúng tôi. Thông cáo chung cho biết, Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi nhất trí rằng mối quan hệ mật thiết Mỹ-Ấn là trung tâm của hòa bình ổn định khu vực. Lãnh đạo Mỹ Ấn cam kết các quy tắc chung cho khu vực, theo đó, chủ quyền và luật quốc tế được tôn trọng và mọi quốc gia có thể thịnh vượng. Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng tự do hàng hải, hàng không và thương mại trên toàn khu vực. Trước chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới Tòa Bạch Ốc, Trung Quốc yêu cầu Ấn và Mỹ chớ làm xáo trộn hòa bình trong khu vực Biển Đông và nên đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Hải quân Trung Quốc vừa hạ thủy tàu chiến tối tân nhất do Bắc Kinh chế tạo, giữa lúc tăng cường cạnh tranh với các cường quốc hải quân khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.
khu trục hạm có tên lửa dẫn đường Type 055, trọng tải 10.000 tấn, được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải sáng 28 tháng 6, theo thông báo của Hải quân Trung Quốc. Tàu trang bị hệ thống vũ khí phòng không, chống tên lửa, chống hạm và chống tàu ngầm mới nhất. Tin nói, Trung Quốc đang có kế hoạch sản xuất thêm 4 chiếc tàu cùng loại. Khu trục hạm Type 055 lớn hơn nhiều so với tàu khu trục hiện đại khác của Trung Quốc. Tháng 4 vừa qua, Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước. Hải quân Trung Quốc dự kiến sẽ có tổng cộng từ 265 đến 273 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hậu cần trước năm 2020, theo Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở ở Washington. Hải quân Mỹ, đối thủ hàng đầu của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương, hiện có 275 tàu sẵn sàng chiến đấu và sự chênh lệch trước đây rất lớn giữa hai lực lượng hải quân đang được thu hẹp nhanh chóng. Chúng ta có radar để theo dõi các vật thể bay, nhưng một con ruồi nhỏ còn hay hơn cả radar trong việc theo dõi và bắt mồi di chuyển nhanh. Các nhà khoa học tại Đại học Cambridge đã khám phá ra rằng không chỉ số lượng thấu kính trong mắt ruồi, mà sự đa dạng của các thấu kính cũng giúp ruồi tập trung vào các vật di chuyển nhanh. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Cần có một máy ảnh đặc biệt để chụp được cảnh tấn công nhanh như chớp của loài ruồi ăn thịt. Một thợ săn bay có kích thước như hạt gạo. Lấy cảm hứng từ khả năng săn mồi di chuyển nhanh của loài côn trùng nhỏ này, các nhà khoa học tại Đại học Cambridge đã chế tạo một thiết bị cơ khí có khả năng đột ngột thay đổi hướng đi của thức ăn. Họ nghi là độ chính xác của ruồi ăn thịt có liên quan đến đôi mắt to bất thường của nó. Có những con ruồi khác cũng ăn mồi sống, và chúng tôi nghiên cứu chúng trong phòng thí nghiệm, nhưng đôi mắt của chúng không giống như ruồi ăn thịt, do đó chúng tôi biết rằng loài này có một cái gì đó rất đặc biệt. Giống như những con ruồi khác, đôi mắt của loài ruồi ăn thịt có hàng ngàn thấu kính riêng, nhưng sau khi xem xét kỹ thì thấy chúng có kích thước khác nhau. Những chiếc kính lớn to nhất gần gấp 4 lần những chiếc nhỏ nhất và tương đương với thấu kính trong mắt chuồn chuồn, vốn lớn hơn gấp 10 lần. Bởi vì ruồi có những thấu kính lớn, nó có thể nhìn thấy con mồi từ xa và do đó nó có thể ngồi đợi cho con mồi đi qua và cất cánh rượt theo. Máy tính phải vất vả lắm mới phân tích được quỹ đạo bay của ruồi và con mồi, điều mà loài côn trùng nhỏ này có thể thực hiện trong tích tắc. Các nhà khoa học cho biết mục đích chính của nghiên cứu này là để tìm hiểu ruồi ăn thịt bắt mồi như thế nào. Nhưng họ nói có thể chế tạo robot hoặc máy bay không người lái có khả năng tương tự. Bộ não luôn là chỉ dấu cho sự lão hóa, và đối với con người, quá trình lão hóa về tinh thần bắt đầu từ độ tuổi đôi mươi. Nhưng các nhà nghiên cứu Anh giờ đây xác định tuổi cho não bộ và khám phá ra rằng tuổi của não có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của con người. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Đây là một vài trong số 2.000 hình chụp mẫu não mà các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London đã dùng một số thuật toán máy tiên tiến nghiên cứu. Thuật toán xác định tuổi của mỗi bộ não dựa trên một số yếu tố, trong đó có cả thể tích mô não. Kế đến, họ so sánh tuổi não với độ tuổi thực tế của người đó. Chúng tôi đã xem xét sự khác biệt giữa tuổi thực tế và tuổi được tính toán cho não. Tuổi được tính toán cho não càng cao, sự khác biệt càng lớn và sức khỏe càng kém đi. Những người có tuổi não cao hơn tuổi thể xác có kết quả kém trên thước đo sức khỏe của não so với những người có tuổi não và tuổi thể xác ngang nhau. Các khả năng như lực nắm, dung tích phổi và tốc độ đi lại. Và các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng những người có não già thường có xu hướng chết trước 80 tuổi. Nên không phải là sự lão hóa của não dẫn đến tử vong, nhưng có phần chắc bộ não là dấu hiệu nhạy cảm của những thứ bất thường khác có thể xảy ra với cơ thể. Vậy ta có thể làm gì để giữ cho não trẻ? Sử dụng não là một giải pháp, vì vậy hãy tiếp tục trau dồi. Ngoài ra hãy tránh hoặc tập cách đối phó với căng thẳng và lo lắng. Ngoài ra thì những việc giúp cho cơ thể tươi trẻ cũng giúp não trẻ trung, như là tập thể dục, ăn uống điều độ và tránh hút thuốc uống rượu.
tại ngôi trường tiểu học trên con phố khá yên tĩnh ở thành phố Fortress, bang Virginia này. Mỗi thứ Bảy hàng tuần, người ta lại nghe thấy những khẩu lệnh mạnh mẽ trong lúc tập luyện hăng say của các cô bé, cậu bé người Việt. Giảng viên hướng dẫn là võ sư Đồng Sĩ Hội và những sư phụ trong làng võ Taekwondo và Hapkido trong vùng. Có những em đã liên tục tập luyện ở đây 9-10 năm nay. Mỗi em có một lý do riêng để theo đuổi môn võ thuật này. Và trong đó có nhiều lý do rất trẻ con nhưng thật đáng trân trọng ở lứa tuổi còn rất nhỏ của các em. Tại sao con thích học võ? Có nhiều sức khỏe. Con nói lớn lên. Ở đây có nhiều sức khỏe. Có nhiều sức khỏe để làm gì? Lúc đầu là bố kêu học võ, xong rồi lúc sau chỉ thích thấy cho mạnh bạo, cho không có giống gái quá. Võ sư Đồng Sĩ Hội và những người bạn sáng lập lớp võ thuật cho con em cộng đồng người Việt tại Virginia hiện nay là võ sư có tiếng ở miền Nam Việt Nam trong thập niên 1960-1970. Trong đó có những người đã giành giải cao tại các cuộc thi võ thuật quốc tế. Những lớp võ thuật này thực tế được mở cửa gần như miễn phí cho bất kỳ ai muốn theo học. Điều quan trọng nhất mà võ sư Hội và những người bạn của mình mong muốn là truyền lại cho các em niềm đam mê cũng như một phong cách sống hiệp nghĩa, thể hiện một bản sắc đẹp của con người Việt Nam. Người ta tập luyện võ thuật là ngoài cái vấn đề, cái cá tính nó làm cho người ta phóng khoáng hơn, có kỷ luật, và thứ hai nữa sẵn lòng giúp đỡ kẻ có thế. Đồng thời, nó làm cho chúng ta có một cái từ niềm tự tin trong cuộc sống. Vì tôi muốn dùng những cái kinh nghiệm đó truyền đạt lại cho các em bằng những cái kinh nghiệm sống trong võ thuật. Bởi vì học võ là phải học đạo, văn không võ, văn thành nhu nhược, võ không văn, võ hóa bảo tàng. Hai cái phải cộng lại với nhau mới trở thành một người võ chân chính. Trước tiên là muốn cho các em nhỏ có một tinh thần tự tin. Thứ hai là cơ thương kẻ, nghe thân thể cường tráng. Và thứ ba là cũng nghĩa là chúng tôi luôn luôn nhắc nhở các em là nhớ tới nguồn cội của mình, là chúng ta là người Việt Nam. Một buổi chiều thứ Bảy cùng với các võ sinh cũng như những sư phụ tại đây, người ta chợt nhớ tới những gì tưởng như đã khá xa xôi trong cuộc sống thường nhật hiện tại. Đó là tinh thần huynh đệ, nghĩa hiệp, sẵn lòng giúp kẻ cô thế và không chùn bước trước cái ác. Đó cũng chính là những giá trị quý báu nhất mà con em những gia đình người Việt ở đây nhận được trong 2 giờ tập luyện hàng tuần với các sư phụ như thế này. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình Biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng Internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger. Tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English in a Minute. There are many expressions you can use when you travel. All over the map. But is this expression about traveling? Hey, how was your meeting in New York City? It was awesome. I met some people in the music industry. I saw an old friend from college, and she has this amazing job. I went shopping. I mean, look at these shoes. Wait, you're all over the map. Just focus on one thing at a time. Sorry. Well, let's start with the most important thing. Let's see those shoes. To be all over the map means you shift from topic to topic. It means you are disorganized or going in different directions. Jonathan asked Anna about her meeting in New York, but she went from one topic to another. It is hard to follow someone whose thoughts are all over the map. And that's English in a Minute. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. Lucia, do you remember our episode on comparatives? Sure. What about it? Well, we forgot to talk about superlatives, and I was hoping to do that today.
Then let's go for it. Comparatives and superlatives are similar, aren't they? They sure are. But superlative adjectives are used when you're comparing more than two things. My house is the largest one on our street. This is the smallest car I've ever seen. To make a superlative, you add EST to a regular adjective. Don't forget to add the before the adjective. Big, the biggest. Tall, the tallest. Large, the largest. Scary, the scariest. Old, the oldest. A superlative adjective compares three or more things or people. It takes the comparison to the highest level. My mom's cooking is the best. My friend is the silliest of everyone I know. But remember, just like comparatives, if an adjective has more than two syllables, use most before the superlative adjective. This lesson is probably the easiest of all of our grammar lessons. And probably the most fascinating. And that's Everyday Grammar. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Today's saying is "Watch their back" from the movie Captain America: Civil War. It is an action film about a group of superheroes known as the Avengers. In this part, there are troubles between Captain America and Iron Man. Listen for the saying, "Watch their back." You just started a war. They're coming for you. I'm not the one that needs to watch their back. So, what is the meaning of "watch their back"? To be on guard or to turn around? Listen again and see if you are correct. You just started a war. They're coming for you. I'm not the one that needs to watch their back. To watch their back means to be prepared or on guard. It means someone could be trying to hurt you. Both in the movie and in real life, the saying, "They're coming for you," is not something you want to hear. It means bad people are coming and want to hurt you. So you better watch your back and make sure they do not come up behind you. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa3làmbao@gmail.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.